Cái nghề này thì là từ mẹ chồng của em. Vâng, mà bà đã bán được có 30 năm ở Trần Hưng Đạo, từ những năm 1990 đấy cho đến bây giờ. Chào các bạn đã tới với kênh Hà Nội Live. Hôm nay Việt đang đi dạo trên con phố Cửa Bắc. Con phố buổi tối cũng khá lung linh ánh điện quý vị các bạn. Đi trên con phố này Việt mới sực nhớ ra là có một quán ăn khá ngon mà Việt mới biết. Ngày trước thì quán ăn này thì nằm ở trên phố Trần Hưng Đạo, nhưng quán ăn đã mở thêm một cơ sở hai. Đó là quán gì? Mời quý vị đi cùng Việt. Đây là quán Việt sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn, quán mì Vạn Thắng Duy Anh. Cách đây khoảng 15 năm thì Việt đã thưởng thức món mì Vạn Thắng của anh rồi. Hôm nay Việt có dịp giới thiệu với quý vị và các bạn. Mời quý vị vào bên trong cùng Việt. Em ơi cho anh, ở đây có những loại mì thế này. Ok. Đây quý vị các bạn, đây có mì Vạn Thắng này, sủi cảo, mì khô và thêm 3 món: hủ tiếu khô, hủ tiếu nước và miến trộn. Miếng sủi cảo trước. Bên Đài Loan thì mình thấy miếng này gọi là há cảo, thưa quý vị các bạn, tiếng Đài Loan. Mình thấy miếng sủi cảo này thì thịt thì khá mềm, ăn vào trong thì thơm mùi tiêu và nước vỏ này có Việt ăn thì thấy cảm giác dai dai rất là ngon. Sẽ thưởng thức món mì, món chính của bát mì Vạn Thắng. Thì thấy như cái sợi mì ở đây ăn này cảm giác hơi dai dai và không có cái mùi gì, có cái mùi của mì rất là thơm. Việc đi ăn nhiều chỗ thì Việt thấy cái mùi mì nó hơi bị tanh tanh, nhưng mà Việt thấy ở đây thì không. Bát mì Vạn Thắng này có
còn có cả rau quý vị các bạn, rau cải cúc, rau cải cúc, rau cải cúc thì chín hơi tai tai. Rau chín hơi tái nhưng mà mình thấy là ăn rất là giòn và ngọt. Ăn chung với mì thì thấy là rất tuyệt vời. Một cái giòn, một cái dai, có vị bùi bùi ngọt ngọt kết hợp lại thì thấy rất tuyệt vời. Cái thịt heo được tẩm ướp cũng khá là thơm quý vị các bạn, cái mùi rất đặc trưng mà kết hợp với mì thì để thấy ăn là cảm giác rất là ngon miệng, phải nói nó là từ ngon. Nhiều chỗ Việt ăn thì thấy nó có một cái mùi mì gì nó không phải mùi mì, nhưng mà ở đây thì mình thấy là mùi mì được quyện với lại thịt heo cũng như là trứng thì mình thấy là có cảm giác để ăn nó rất là nhẹ nhàng và nó hấp dẫn cái miệng của chúng ta. Quán nhà mình em cảm thấy rất là ngon. Em muốn hỏi một chút là ngày trước em ăn ở Trần Hưng Đạo, nhưng mà em hỏi một chút là quán mình đã chuyển về đây được bao lâu rồi ạ? Quán ở cửa 100 cửa Bắc này đã chuyển từ bắt đầu từ đầu tháng 9 đến bây giờ đã được hoạt động được 4 tháng rồi. Thường thường một ngày thì mình mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Ở đây thì hiện tại thì sáng là mở hàng là từ 7 giờ sáng cho đến 14 giờ trưa và từ 16 giờ chiều cho đến 23 giờ. Với lại cho em hỏi một chút là thương hiệu của mình thì đã làm hoặc nghĩa đã bán được bao nhiêu năm rồi ạ? Cái nghề này thì là từ mẹ chồng của em. Vâng, mà bà đã bán được có 30 năm ở Trần Hưng Đạo từ những năm 1990 đấy cho đến bây giờ. Thường bà ngày xưa thì có ai truyền lại hay bà có sang nước ngoài để học những gì không, mà em thấy món ăn khá ngon và khá phù hợp với người Việt?
cái nghề này là nghề của ông bà ngoại truyền lại cho bà, và bây giờ bà vẫn. Rồi. Em cảm ơn chị rất nhiều và chúc anh chị đắt hàng. Vâng, em xin chào. Quan. Đấy, như quý vị thấy, Việt vừa thưởng thức món mì vằn thắn khá ngon. Một lần nữa, Việt mời quý vị nếu ở gần hoặc muốn thưởng thức món mì vằn thắn thì hãy tới với phố Cửa Bắc. Một con phố là một trong ba cửa của thủ đô Hà Nội đấy quý vị các bạn. Và tới với thương hiệu mì vằn thắn Duy Anh. Món mì mà rất nổi tiếng, có trên 30 năm rồi quý vị các bạn. Video đến đây cũng dài rồi. Việt xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem cũng như nghe Việt review về món mì vằn thắn. Chúc quý vị luôn có những bữa ăn ngon. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Việt để giúp Việt ngày càng hoàn thiện hơn. Và đừng quên like giúp Việt nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.